Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước phản ánh của phụ huynh tố trường tiểu học Hữu Hòa ép ký cam kết tặng lại điều hòa, máy chiếu sau khi con tốt nghiệp, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì mới đây lên tiếng giải đáp. Theo đó, sáng 10 tháng 8, ông Phạm Văn Ngát, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh tố trường tiểu học Hữu Hòa ép tặng điều hòa máy chiếu. Chiều 10 tháng 8, đơn vị có đoàn làm việc xác minh sự việc tại trường. Tất cả lãnh đạo và thầy cô nhà trường đều khẳng định không có sự việc trên. Để có thông tin hai chiều, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục làm việc với những phụ huynh có thông tin tố cáo nhà trường, đảm bảo tính khách quan và chính xác. Ông Ngát nói, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiếp tục xác minh ý kiến của phụ huynh. Quan điểm của đơn vị này kiên quyết không bao che nếu nhà trường có sai phạm. Theo nhận định ban đầu của cá nhân ông Ngát, có thể do phụ huynh và nhà trường chưa có sự thống nhất trong thỏa thuận, gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, thông tin về việc phụ huynh phải cam kết phải tặng lại điều hòa, máy chiếu được đăng tải trên một trang mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi. Bài viết về sự việc nhận được hơn 1.800 lượt thích và khoảng 1.000 bình luận chia sẻ. Theo đó, ngày 9 tháng 8, một phụ huynh có con học lớp 1, trường tiểu học Hữu Hòa đăng tải bài viết lên mạng xã hội phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm lớp con yêu cầu cha mẹ học sinh đóng góp lắp điều hòa và máy chiếu phục vụ học tập của các con, đặc biệt kèm theo cam kết phải tặng lại các tài sản này cho nhà trường sau khi các con tốt nghiệp lớp 5. Phụ huynh này chia sẻ, phụ huynh nào không cam kết tặng lại các tài sản này, nhà trường sẽ không cho lắp mới. Vậy nên thành thông lệ, các khối lớp đều phải làm như thế. Phụ huynh băn khoăn việc vì sao các gia đình phải cam kết tặng lại trường, trong khi những tài sản này có thể để lại học sinh khóa sau sử dụng cho tiết kiệm. Nội dung bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ, hầu hết đều phản đối việc làm của nhà trường. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là hiện tượng phổ biến của nhiều trường học trước mỗi kỳ khai giảng.